Đây, một mảnh vườn sầu riêng tròn y 2000m2, có sẵn 150m2 thổ cư cho mình luôn nha quý cô chú và anh chị ơi. Xin chào quý cô chú anh chị, nhà đất Trần Ngô đã có mặt tại vị trí là xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì xin giới thiệu với cô chú và anh chị một cái mảnh vườn gang trái có mít, có sầu riêng, tròn y 2000m2, có sẵn 150m2 thổ cư cho mình luôn nha. Tuyến đường này đang có dự án mở rộng luôn và thông thẳng ra đường chùa Từ Ân của mình, là họ cũng đang trải đường bê tông lớn rồi nha quý cô chú và anh chị. Ở đây của mình là mình có sẵn những cái cây sầu riêng rất là lớn như thế này quý cô chú anh chị ha. Sầu riêng của mình là 7-8 năm tuổi rồi nè. Sau bên trong sầu riêng của mình đó là có những cái cây tơ như thế này quý cô chú anh chị ha. Đó, và bên trong là có những cây tơ. Thì ở giữa đó, hồ của mình đó, giữa vườn của mình là có sẵn một cái hồ để mình trữ nước trong khoảng thời gian nếu như mà có bị hạn hán hay là mặn này kia thì vẫn có đủ nước ngọt để mình sử dụng nha. Đó, thì từ cái ống tưới tiêu của vườn mình đó, mình sẽ đi thẳng ra một cái con rạch chung đây quý cô chú anh chị nè. Ở đây chú anh chị cũng hình dung rõ ha. Đây, con rạch này sẽ thông thẳng ra ngoài kinh ở đầu đằng kia. Thì cũng rất là tiện trong quá trình tưới tiêu, cũng rất chủ động luôn. Ở đây thì người ta trồng sầu riêng rất là nhiều nè, quý cô chú anh chị thấy không? Đó, xã Tam Bình là một xứ sở về trồng sầu riêng nha. Đi dọc con đường tỉnh 864 là mình sẽ thấy rất là nhiều những cái vựa sầu riêng lớn nhỏ. Ở đây thì dân cư cũng hiện hữu rồi nha quý cô chú và anh chị. Dạ rồi, diện tích đất của mình 2000m2 là mình có một cái bìa ngang tính từ cái mé giáp ranh với ngôi nhà đằng đó nè. Ngôi nhà đằng đó ha, đổ ngang qua tới hết cái rào lưới biển bươi này là 30m6. Mình có chiều dài vào là 64m. Và hậu phần hậu mình bắt đầu nở bung ra là 37m. Một cái diện tích cũng rất là đẹp luôn ha. Và đặc biệt là có sẵn thổ cư cho mình luôn. Thì như thế này thì mình rất là tiện trong việc cất nhà luôn. Ở đây thì đèn đường người ta cũng có sẵn rồi với cô chú anh chị ha. Và chủ muốn bán cái giá là 850 triệu một công nha quý cô chú anh chị. Đó, giá này mình vẫn có thể thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn nha. Dạ rồi. Đó, thì đó là toàn bộ thông tin về cái mảnh vườn sầu riêng của mình nha. Quý cô chú và anh chị quan tâm và cần tham khảo thêm có thể liên hệ trực tiếp chúng em qua số điện thoại trên màn hình để chúng em tư vấn chi tiết hơn nha. Dạ rồi, chúng em xin kính chào quý cô chú anh chị nha.